Đây được coi như là kinh đô thứ hai của Đại Việt, chỉ sau kinh đô Thăng Long. Có thể nói rằng nếu như mà Trần Thủ Độ là người có công gây dựng nên cơ nghiệp của nhà Trần, thì Trần Hưng Đạo là người có công rất lớn trong việc giữ vững chủ quyền quốc gia Đại Việt vào thế kỷ thứ 13. Ông đã cầm quân chấn giữ biên giới phía Bắc năm 1258 và được giao trọng trách làm quốc công tiết chế thống lĩnh toàn quân. Cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Đạo Vương được viết nên như một bản anh hùng ca trong cuộc kháng chiến lần thứ 3 của nhà Trần, khi mà toàn bộ giặc Nguyên Mông đã bị chôn vùi ở trên chiến trường Thăng Long Vạn Kiếp và kết thúc mộng xâm lăng của chúng ở trận Bạch Đằng lịch sử ngày 9 tháng 4 năm 1288. Và vào năm 1984 thì ở London, Hội đồng Anh đã tổ chức một cái cuộc bầu chọn để bình chọn ra 10 vị tướng kiệt xuất của thế giới. Thì Việt Nam chúng ta vinh dự được góp trong bản danh sách đó hai nhân vật. Thứ nhất là quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và thứ hai chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi bàn về các vua thì trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Sử Thần Ngô Sĩ Liên có viết như thế này: các vua đáng khen thì Thái Tông có Lượng Đế Vương, Thánh Tông có Đức Nhân Hậu, Nhân Tông có Công Chủng Hưng, Anh Tông có Lòng Đại Hiếu, Minh Tông có Thể Chế Văn Trị và Nghệ Tông có Công Khôi Phục. Và ở đây giới thiệu với các bạn một cái bức đại tự rất là tiêu biểu ở chính giữa, đó chính là Tức Mặc Đế Hương, có nghĩa rằng là Tức Mặc chính là quê hương của các vị vua nhà Trần, là quê hương của Đức Thánh Trần. Dân gian ở Nam Định này thì có cái câu ca như thế này này: dù ai tranh bá đổ vương, trẫm xin gửi lại nắm xương chùa này. Thế và trong một cái lần mà tu sửa đó, thì ở trên tầng thứ 3 từ trên xuống nhá, từ trên xuống là đúng là có một cái quách đá. Có một cái quách đá. Và tương truyền ấy thì là xưa kia là khi mà quân giặc sang đây phá cái cây tháp này đi, thế nhưng mà khi mà phá từ trên tầng đến tầng thứ 3 thì thấy một cái quách đá và đã có một cái làn khói đỏ như là một cái tấm lụa đỏ đấy bay lên trên trời, thì là tức là cũng rất là kinh sợ, cho nên là với lại giao cho chính quyền địa phương là xây đắp lại cái cây tháp như cũ. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới video để chúng ta cùng giao lưu học hỏi nhé. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị. Thưa quý vị, hiện tại Duy đang đứng ở đền Trần Nam Định, và người đồng hành cùng Duy hôm nay là một chị trong ban quản lý của đền. Chị có thể giới thiệu về mình được không ạ? Xin chào các bạn, tôi là hướng dẫn viên của Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Văn hóa Đền Trần Chùa Tháp, thành phố Nam Định. Rất hân hạnh hôm nay được cộng tác cùng với chương trình. Vâng, cảm ơn chị đã cộng tác cùng với bọn em. Chị ơi, hiện tại chị em mình đang đứng ở đâu ạ? Nơi các bạn đang đứng ở đây, đó chính là Đền Trần thuộc phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Được Bộ Văn hóa xếp hạng Di tích Quốc gia năm 1962 và xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2012. Và đến năm 2014 thì lễ hội Đền Trần được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Thưa quý vị, Đền Trần hay Trần Miếu là nơi thờ các vua nhà Trần cùng các quan lại có công phủ tá nhà Trần, được xây dựng từ năm 1695 trên nền Thái Miếu cũ của nhà Trần bị quân Minh phá hủy vào thế kỷ thứ 15. Khu di tích Đền Trần nằm ở sát quốc lộ 10 thuộc đường Trần Thừa, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Hình ảnh quý vị đang xem là quần thể di tích Đền Trần khang trang hơn sau một thời gian trùng tu, tôn tạo. Dự án khu vực trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử văn hóa thời Trần tại Nam Định có tổng diện tích 92,53 ha, bao gồm 3 phân khu chính: khu công viên văn hóa Trần rộng 25,6 ha, khu trung tâm lễ hội rộng 23,6 ha và khu đệm, dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật. Thưa quý vị, họ Trần vốn có nguồn gốc trải lưới trên sông nước từ Châu Mân di chuyển qua Đông Triều rồi sang Thái Bình, Nam Định. Ban đầu, người họ Trần dừng chân ở vùng núi Yên Tử. Đến Trần Kính thì dựng nhà ở Tức Mặc, sinh ra Trần Hấp. Trần Hấp sinh ra Trần Lý.
Trần Lý sinh ra Trần Thừa, Trần Tự Khánh, Trần Thị Dung. Nhờ những điều kiện phát triển về nhân lực, vật lực của vùng đất Tức Mặc mà trong giai đoạn nhà Lý bước vào suy thoái thì dòng họ Trần bắt đầu hưng thịnh và nổi lên. Vào năm 1209, Quách Bốc làm loạn, Thái tử Sản phải bỏ kinh thành chạy về Hải Ấp lánh nạn trong gia đình Trần Lý. Anh em họ Trần tập hợp hương binh để dẹp loạn, giúp vua về kinh khôi phục chính thống, trừng trị bọn Quách Bốc làm loạn, xử tội theo mức độ khác nhau. Vào năm 1225, với sự kiện Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh, đã đặt nền móng đầu tiên cho 14 triều đại vua Trần. Nhà Trần đã để lại cho dân tộc một di sản to lớn, độc đáo về những cải cách tiến bộ đầy hiệu quả trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Ngoài ra, với những đỉnh cao về võ công văn trị cùng những nhà hoạt động chính trị, những danh tướng kiệt xuất đã đưa nhà Trần một ánh hào quang sáng chói và đóng một vai trò đặc biệt trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Với sự lãnh đạo của các đấng minh quân, nền văn hóa Trần đã đạt đến một trình độ cao. Đỉnh cao nhất của nền văn hóa đó là khoa học và nghệ thuật quân sự. Thưa quý vị, vào thế kỷ thứ 13, đế quốc Mông Cổ đã trở nên hùng mạnh. Nhiều quốc gia trên thế giới đã bị đại bại dưới vó ngựa của đội quân thiện chiến và tàn bạo. Ở cuộc kháng chiến lần thứ nhất vào năm 1258, với sự chỉ huy của vua Trần Thái Tông, quân dân nhà Trần đã đứng lên làm cuộc kháng chiến. Chưa đầy 2 tuần lễ, hơn 3 vạn quân Mông Cổ của tướng Ngột Lư Hợp Tài đã phải vội vàng rút chạy về nước. Ở cuộc kháng chiến lần thứ hai vào năm 1285, với các hội nghị Diên Hồng, hội nghị Vương Hầu, tướng lĩnh ở Bến Bình Than đã thể hiện tinh thần dân chủ, nhân văn trên dưới một lòng của vua tôi nhà Trần. Bản anh hùng bất diệt của quan quân nhà Trần được viết lên trong lần kháng chiến thứ 3 vào năm 1288. Toàn bộ quân Nguyên Mông đã bị tiêu diệt trên chiến trường Thăng Long, Vạn Kiếp và kết thúc tại trận Bạch Đằng lịch sử. Mộng xâm lược của một đế chế mạnh nhất và hung bạo nhất đã bị chôn vùi vĩnh viễn. Thưa quý vị, với tư cách là đất giới nghiệp của triều Trần, từ năm 1239, Tức Mặc Thiên Trường được xây dựng thành một hành cung và sau đó trở thành nơi ở của các thái thượng hoàng. Tuy về danh nghĩa là nhường ngôi về nghỉ nhưng thực chất là làm việc. Như một triều đình có quyền lực cao hơn cả vua. Sử sách chép là năm thứ 8, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình năm 1239, vua sai Phùng Tá Chu sửa gia từ ở đất Khang Kiện mở rộng thêm ra. Phía đông dựng cung thiên trường kiểu cách như Thăng Long để ở. Phủ đệ của các vương hầu cũng được xây dựng tu sửa. Tức Mặc Thiên Trường thế kỷ thứ 13 được xây dựng trở thành một trung tâm văn hóa với cung Trùng Quang để Thái Thượng Hoàng nghỉ, cung Trùng Hoa để các vua Trần tụ quân mỗi lần về yết bái vua cha thì nghỉ ngơi tại đó. Bao quanh là các cung đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ cùng các điền trang tái ấp dành cho các vương phi, công chúa, hoàng thân, quốc thích. Có thể thấy trong suốt thời gian trị vì, vùng đất Tức Mặc Thiên Trường có vị trí như một kinh đô thứ hai, một hậu cứ vững chắc của nước Đại Việt. Từ vùng đất này, nhiều truyền thống văn hóa, văn vật bắt đầu khởi nguồn, nhiều nhân tài đất nước xuất hiện. Cho đến ngày nay, nơi đây luôn tự hào có những cống hiến sâu sắc, nơi nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tài năng và hun đúc ý chí cho nhiều anh hùng tái thế, mà tiêu biểu nhất là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Mảnh đất địa linh nhân kiệt đã sản sinh ra dòng họ Trần và nhà Trần. Ngược lại, chính các vua Trần và Thượng Hoàng Trần đã làm cho mảnh đất quê hương mình xứng đáng với tầm vóc của một đế kinh nổi tiếng trong lịch sử. Chị ơi, về kiến trúc của ngôi đền mình, chị có thể chia sẻ được không ạ? Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Trần, phường Lục Vượng, thành phố Nam Định thì bao gồm có 3 ngôi đền. Và trước khi vào thăm phía trong khuôn viên của đền thì quý khách sẽ bước qua cổng Ngũ Môn. Cổng Ngũ Môn của đền thì được xây quay về hướng chính nam, tức là hướng quay về làng Tức Mặc là quê hương của nhà Trần. Và khi quan sát ở trên thì chúng ta có thể nhìn thấy có 2 chữ đó là Trần Miếu, có nghĩa là miếu nhà Trần. Thế còn phía dưới là có 3 chữ là Chính Nam Môn, có nghĩa là cổng chính hướng về phía nam. Đã, vâng. Còn hai bên thờ những ai? Khu đền này thì gồm có 3 ngôi đền. Ở chính giữa này là đền Thiên Trường, hay là nhân dân còn gọi là đền Thượng, là nơi thờ tứ vị thủy tổ, 14 vị hoàng đế cùng các vương hậu vương phi của nhà Trần. Phía bên tay phải của chúng ta là ngôi đền Cố Trạch, là nơi thờ quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng với gia quyến gia tướng thuộc hạ tâm phúc của ngài. Và ngôi đền thứ 3 phía bên tay trái của chúng ta sau dãy nhà Giải Vũ này, đó chính là đền Trùng Hoa, là nơi thờ tượng đồng của 14 vị hoàng đế.
Dạ vâng. Chị ơi, cho em hỏi là cái kiến trúc hiện tại của đền mình ấy, hoàn thiện như thế này là từ khi nào ạ? Đầu tiên thì chúng ta nói một chút về cái nguồn gốc của nhà Trần. Theo nhiều nguồn tài liệu chính sử, đặc biệt là các cuốn Ngọc Phả nhà Trần hay là Trần Thị Gia Huấn, chúng ta biết được các cụ tiên tổ nhà Trần khi xưa làm nghề chài lưới đánh bắt cá trên sông, trải qua thời gian lênh đênh sông nước, từ sông ra biển, từ biển lại về sông. Khi về đến vùng đất Tức Mặc, nhận thấy đây là nơi đất tốt nên đã dựng nhà sinh sống tại đây. Và ngôi đền cổ nhất trong khu di tích chính là đền Thiên Trường. Đền Thiên Trường thì xưa kia chỉ có 3 gian gỗ lim lợp tranh, nhưng mà trải qua các cái triều đại, đặc biệt là dưới triều đại nhà Nguyễn, hàng năm đều cho tu sửa. Do vậy cái kiến trúc hiện tại của đền mang dáng dấp rất nhiều của nhà Nguyễn. Như là các bạn quan sát thấy là cái hình rồng ở trên đại bờ nóc hay là rồng ở bậc tam cấp. Và năm 1705 thì nơi đây chính thức được gọi là Trần Miếu. Chị ơi, mình đang đứng ở sân chính của đền thờ vua ấy, thì em thấy khung cảnh ở sân đây thì trước khi vào thì chúng ta thấy có hai ông tượng này, rồi đằng sau hai ông tượng đây thì em thấy là có các cái đỉnh đồng, và ở đây hình như là có 14 đỉnh đồng, thì chị có thể mô tả cái ý nghĩa của cái sự sắp đặt này không ạ? Về cái đỉnh đồng này ấy, thì là tượng trưng cho 14 đời vua nhà Trần. Thế thôi, chứ cũng không có một cái gì khác cả. Tất cả là đều là tượng trưng về 14 đời vua. Thế còn hai cái ông voi này thì là được đắp từ vào năm 1907. Thì tức là cái cảnh quan thì dần dần nó cứ hoàn thiện dần đi thôi. Và theo các cái dòng lịch sử ấy thì là người ta cứ chọn các cái chi tiết nào đấy mà gắn liền với cái lịch sử của nhà Trần thì là các cụ làm thôi. Đấy, còn cái đỉnh đồng này thì nó mang ý nghĩa như vậy thì nó cũng không phải là lâu đâu. Chắc là cũng mới thôi. Cũng mới đây thôi. Thế còn hai ông voi này thì từ năm 1907. Đây thì gọi là con đường chính đạo, được lát bằng những cái viên gạch là phiên bản của những cái viên gạch được tìm thấy trong cương vực cung điện Trùng Quang, Trùng Hoa xưa, nối từ Nghi Môn vào đến bậc tam cấp của tòa tiền đường đền Thiên Trường. Nhìn từ xa thì trông như những đồng tiền cổ vạn lịch, hình tròn bao quanh hình vuông, tượng trưng cho quan niệm nhân sinh về vũ trụ, trời tròn, đất vuông, vũ trụ luân hồi, với các cái họa tiết trang trí như là hoa tranh, cánh sen. Và điểm nhấn của viên gạch chính là 4 chữ Thọ được đắp nổi, thể hiện cái mong muốn là dòng tộc nhà Trần và con cháu nhà Trần trường tồn cùng với trời đất. Đây thì gọi là ban thờ trung thiên của đền Thiên Trường. Thì thường là khách thập phương đến đây thì sẽ dâng hương ở đây, chứ không dâng hương ở trong đền. Ở trong đền thì đã có hương vòng các cụ thắp rồi. Đấy, thì đây thì có ý nghĩa là cái ban thờ trung thiên giữa trời ấy. Đấy, chỉ là những cái vật cúng tiến mới thôi em ạ, chứ cũng không mang cái ý nghĩa lịch sử lâu. Chỉ có cái bộ cánh cửa đằng sau này đây em này. Cái bộ cánh cửa này ở gian giữa của tòa tiền đường đền Thiên Trường là cái hiện vật của thế kỷ thứ 17 thời Hậu Lê, nguyên bản nhá, nguyên bản của thế kỷ thứ 17 thời Hậu Lê. Đây là màu đen là tự nhiên ấy, hay là tự nhiên? Tự nhiên thì các cụ có ấy một chút dầu. Dạ. Đấy. Đây là cái nguyên gốc ấy. Hai cái con nghê này cũng vậy, nghê trầu. Cũng là hiện vật cổ. Về cái bài trí thờ tự ở phía trong ngôi đền Thiên Trường thì bao gồm có tiền đường, thiêu hương và tòa chính tẩm. Tại tòa tiền đường này là nơi thờ hội đồng các quan. Ở đây thì có một số các cái bức đại tự tiêu biểu, ví dụ như là Trần Miếu, có nghĩa là miếu nhà Trần, hay là Đông A Nhật Cảnh, có nghĩa là cảnh sắc Đông A, sáng rực như mặt trời. Và ở đây thì giới thiệu với các bạn một cái hiện vật rất là quý giá, đó là hệ thống chân cảng đá hoa sen, là nguyên gốc từ thế kỷ thứ 13-14 của triều đại nhà Trần.
Tiếp theo đây là tòa Thiêu Hương, hay còn gọi là Kinh Đàn. Thì ở đây là ban thờ Công Đồng Hoàng Đế. Hai bên tả hữu là nơi thờ các văn thần và võ tướng. Đại diện cho quan văn là Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải. Và đại diện cho quan võ đó chính là Quốc công Tiết Chế, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Và ở cái không gian này, các bạn quan sát thì đây chính là nơi mà hàng năm vào giờ Tý đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng Giêng âm lịch thì diễn ra cái nghi lễ khai ấn đền Trần. Trước khi vào thăm tòa chính tẩm của đền Thiên Trường thì chúng ta sẽ dừng lại ở trước ban thờ của Thái sư Trần Thủ Độ, người được coi là có công gây dựng nên cơ nghiệp của nhà Trần. Và ở đây thì các bạn quan sát là có một số các cái bức đại tự tiêu biểu như là Thiên Trường Cung, Trùng Quang, Trùng Hoa, thể hiện các cái địa danh hành chính thời Trần xưa kia. Đây được coi như là kinh đô thứ hai của Đại Việt, chỉ sau kinh đô Thăng Long. Thế còn cung điện Trùng Hoa thì là nơi dành cho các vị vua đương triều Ngự mỗi khi mà từ kinh thành Thăng Long về bái yết Thái Thượng Hoàng. Em thấy trên ngai của cụ Trần Thủ Độ thì có 3 ngai ạ. Ở giữa thì chắc là của cụ rồi, còn hai bên thì... thường là phối thờ các cái nhân vật thì như kiểu là những cái người giúp việc, chứ còn thì không có tên thờ. Dạ. Đây thì là tòa chính tẩm của đền Thiên Trường, được chia ra làm cung đệ nhất và cung đệ nhị. Nơi chúng ta đang đứng đây là cung đệ nhị, là nơi thờ bài vị của 14 vị hoàng đế nhà Trần. Từ vị vua đầu tiên là Trần Thái Tông đến vị vua cuối cùng là Trần Quý Khoáng. Bốn vị vua đầu tiên thì được đặt thờ ở chính giữa theo thứ tự từ phải qua trái. Đó là các vua Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Anh Tông. Các vị vua tiếp theo thì được an vị ở hai bên tả hữu. Và ở đây thì giới thiệu với các bạn một số các cái bức đại tự tiêu biểu. Ở chính giữa này là Thiên Địa Trường Tồn, tức là thể hiện cái mong muốn là dòng tộc nhà Trần và con cháu họ Trần trường tồn cùng với trời đất. Phía bên tay trái của chúng ta đó chính là bức đại tự Tức Mặc Hành Đô, có nghĩa rằng Tức Mặc xưa kia được coi như kinh đô thứ hai của Đại Việt, chỉ sau kinh đô Thăng Long. Và bức đại tự thứ ba giới thiệu với các bạn ở phía bên tay phải đó chính là Dân Vi Bang Bản, với cách hiểu dân là gốc nước đã thể hiện một cái tư tưởng chính trị quan trọng của các vua Trần, đó là Dân Vi Bang Bản Thiên Niên Sách, Công Tại Nhân Tâm Vạn Cổ Trường, có nghĩa là lấy dân làm gốc ngàn năm sách lược, lòng người ghi tạc muôn thuở còn lưu. Đây là cung đệ nhất của đền Thiên Trường, là nơi thờ tứ vị thủy tổ. Ở gian chính giữa này là nơi thờ tứ vị thủy tổ, đó là các tổ Trần Kinh, Trần Hấp, Trần Lý và Trần Thừa. Ở đây thì có cái bức đại tự giới thiệu với lại các bạn, đó chính là Triệu Vương Cơ Tích, thể hiện là đây chính là cái đất phát vương phát tích của triều đại nhà Trần. Thế còn hai bên tả hữu là nơi thờ các vương hậu, vương phi của nhà Trần như là Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung, Phụng Dương Công Chúa hay là Huyền Trân Công Chúa. Họ chính là những cái vị nội tướng cai quản ở trong nội cung, đã góp phần công sức không nhỏ trong ba cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông
và đưa Đại Việt của chúng ta lên một tầm cao mới trong các cái triều đại phong kiến Việt Nam. Ngôi đền thứ hai ở trong khu di tích thì gọi là đền Cố Trạch, hay nhân dân ở đây thì thường gọi là đền Hạ, là nơi thờ quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng với lại gia quyến gia tướng thuộc hạ tâm phúc của ngài. Theo cái văn bia Trùng Kiến Hưng Đạo Thân Vương Cố Trạch Bi Ký thì trong một lần tu sửa miếu nhà Trần năm 1868 thì người ta đã tìm thấy ở phía bên đông miếu một mảnh bia vỡ. Trên trán có khắc 6 chữ là Hưng Đạo Thân Vương Cố Trạch. Trạch là nhà, cố là xưa cũ, có nghĩa là nhà cũ của Hưng Đạo Vương. Cho đến năm 1894 thì khởi công xây dựng đền và đến năm 1895 thì khánh thành và lập bài vị thờ. Về cái công trình kiến trúc của đền thì cũng mang hoàn toàn phong cách của nhà Nguyễn với khung bằng gỗ lim và mái lợp ngói nam. Các bạn có thể quan sát thấy ở phía ngoài hiên của đền có đắp nổi hai chữ rất lớn. Ở bên phải là chữ Trung và bên trái là chữ Hiếu, với ý nghĩa là trung với vua với nước và có hiếu với cha mẹ. Chào ông ạ. Chào các ông. Dạ. Về cái bài trí thờ tự của đền thì cũng bao gồm có tiền đường thiêu hương và tòa chính tẩm. Tại tòa tiền đường này là nơi thờ tam vị thánh ông, đó là các tướng Nguyễn Chế Nghĩa, tướng Phạm Ngũ Lão và tướng Phạm Ngộ. Đó là ba vị tướng có công phò tá đắc lực cho Hưng Đạo Vương trong ba cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông. Còn hạ ban thờ hổ thần năm phương, đông, tây, nam, bắc, trung, tượng trưng cho năm màu là xanh, đỏ, trắng, đen và vàng. Đang di chuyển tiếp vào trong. Đây thì là tòa thiêu hương, là nơi đặt khám và long đình, trong đó có thờ tượng của Đức Thánh Trần. Hai bên tả hữu thì cũng là nơi thờ các văn quan và võ tướng. Trước khi vào thăm cái tòa chính tẩm của đền Cố Trạch thì quý khách sẽ dừng lại một chút để chiêm ngưỡng cái bộ cánh cửa được khắc rất là công phu, thể hiện các cái tình cảm sâu sắc của nhân dân tri ân đối với công đức của triều đại nhà Trần. Từ hình ảnh các vua Trần lên ngôi đến hình ảnh Trần Quốc Tản bóp nát quả cam vì không được tham dự hội nghị Bình Than trên bến dưới thuyền. Thế rồi là hình ảnh các cái tướng tài của nhà Trần cũng được khắc họa rất là rõ nét, như là Trần Quang Khải hay là Trần Minh Trọng. Và kết thúc cái bộ cánh cửa chính là cái trận Bạch Đằng lịch sử. Đây là tòa chính tẩm của đền Cố Trạch, cũng được chia ra làm cung đệ nhất và cung đệ nhị. Ở cung đệ nhị là nơi thờ tượng Đức Thánh Trần. Ngài ngồi trên long ngai, tay trái cầm ngọc quý, hai chân đặt trên mình hai sư tử, thể hiện khí tiết oai nghiêm của một vị tướng lừng danh thế giới, văn võ song toàn. Có thể nói rằng nếu như mà Trần Thủ Độ là người có công gây dựng nên cơ nghiệp của nhà Trần, thì Trần Hưng Đạo là người có công rất lớn trong việc giữ vững chủ quyền quốc gia Đại Việt vào thế kỷ thứ 13. Ông đã cầm quân chấn giữ biên giới phía Bắc năm 1258 và được giao trọng trách làm quốc công Tiết Chế thống lĩnh toàn quân. Cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Đạo Vương được viết nên như một bản anh hùng ca trong cuộc kháng chiến lần thứ 3 của nhà Trần, khi mà toàn bộ giặc Nguyên Mông đã bị chôn vùi ở trên chiến trường Thăng Long Vạn Kiếp và kết thúc mộng xâm lăng của chúng ở trận Bạch Đằng lịch sử ngày 9 tháng 4 năm 1288. Và vào năm 1984 thì
ở London, Hội đồng Anh đã tổ chức một cái cuộc bầu chọn để bình chọn ra 10 vị tướng kiệt xuất của thế giới. Thì Việt Nam chúng ta vinh dự được góp trong bản sách danh sách đó hai nhân vật. Thứ nhất là quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và thứ hai chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bài trí thờ tự thì cũng tương tự như hai bên kia thôi. Còn các cái ngôi thăng ngai này thì cũng là phối thờ rất nhiều. Văn võ hai bên ở đây là các cái nơi thờ, có cả thờ cả tổng đốc của Nam Định. Đây là cung đệ nhất của đền Cố Trạch, là nơi thờ gia quyến của ngài. Ở gian thờ chính giữa hàng bài vị phía trên là nơi thờ thân phụ và thân mẫu của Đức Thánh Trần. Cha là An Sinh Vương Trần Liễu, còn mẹ là Thiện Đạo Quốc Mẫu. Ở hàng bài vị phía dưới là nơi thờ Hưng Đạo Vương và Hưng Đạo Vương Phu Nhân. Còn hai bên tả hữu phía bên tay trái của chúng ta đây là nơi thờ đệ nhất Vương Cô, đệ nhị Vương Cô, là hai người con gái của Đức Thánh Trần, cùng với lại tứ vị hôn tử, đó chính là bốn người con dâu của ngài. Thế còn bên tay trái của chúng ta là nơi thờ tứ vị vương tử, là bốn người con trai của Đức Thánh Trần, cùng với lại con rể của ngài, chính là tướng quân Phạm Ngũ Lão. Đây là đền Trùng Hoa, là nơi thờ tượng đồng của 14 vị hoàng đế. Và năm 2000, nhân dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long Hà Nội, được sự hỗ trợ một phần kinh phí của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã quyết định đầu tư xây dựng ngôi đền Trùng Hoa ngay trên nền tảng cũ của cung điện Trùng Hoa xưa, là nơi mà dành cho các vị vua đương triều Ngự mỗi khi từ kinh thành Thăng Long về bái yết cái Thượng Hoàng. Và mặc dù là mới được phục dựng, thế nhưng mà đền cũng mang cái phong cách kiến trúc của nhà Nguyễn để cho hài hòa với tổng thể kiến trúc của cả khu di tích. Chúng ta di chuyển vào trong. Bài trí thờ tự thì cũng tương tự như hai ngôi đền chúng ta đã tham quan. Đầu tiên thì đó chính là tòa tiền đường, là nơi thờ hội đồng các quan. Đó là ông. Vâng, chào bác. Tiếp theo là tòa Thiêu Hương, là ban thờ công đồng hoàng đế. Hai bên tả hữu cũng là nơi thờ các văn thần và võ tướng. Cái này này còn mới nguyên. Hôm nọ là trước khi hội tháng 8 là cũng đã cho sửa sang lại. Đây là tòa chính tẩm của đền Trùng Hoa, cũng chia ra làm cung đệ nhất và cung đệ nhị. Thì vào năm 2005, nhằm đáp ứng cái nguyện vọng của đông đảo du khách thập phương trong việc tri ân công đức của triều đại nhà Trần, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã quyết định đầu tư cho đúc tượng đồng của 14 vị hoàng đế đặt tại đền Trùng Hoa. Tượng thì được đúc bằng chất liệu đồng đỏ do các nghệ nhân làng nghề đúc đồng truyền thống Tống Xá Ý Yên Nam Định thực hiện, với trọng lượng của mỗi pho tượng là 1.500 kg. Trong đó phần tượng là 1.000 kg, thế còn phần ngai và bệ là 500 kg. Tượng thì được đúc với tỷ lệ 1:1, có nghĩa là tương đương với một người thật cao khoảng 1m6. Khi chiêm bái tượng của 14 vị hoàng đế thì chúng ta thấy là cái dung nhan của các hoàng đế khá giống nhau, vì nhà Trần có chế độ Thái Thượng Hoàng, có nghĩa là cha truyền con nối.
Các vua khoảng 40 tuổi thì thường nhường ngôi cho con và trở về đây làm Thái Thượng Hoàng. Y phục của các hoàng đế như nhau, đầu đội mũ bình thiên, giữa long bào chạm lưỡng long trầu mặt nguyệt. Hoa văn ở tà áo và phía sau chạm rồng mây, hoa văn sóng nước thủy ba, tượng trưng cho nguồn gốc của nhà Trần, từ nghề chài lưới đánh bắt cá trên sông. Và tượng của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì ở dưới bệ có tạc hoa văn cánh sen và dưới mũ bình thiên có tạc tượng A-di-đà tọa thiền. Thế còn tượng của vị vua đầu tiên của nhà Trần đó là Đức Vua Trần Thái Tông ở trong cùng kia thì cao hơn tượng của các vua khác là 14 cm. Và do cái ý tưởng xây đền có trước, cái ý tưởng đặt tượng có sau, cho nên là việc bài trí 14 pho tượng như sau. Ba vị vua đầu tiên của nhà Trần, đó là các vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông thì được đặt thờ ở chính giữa. Thế còn các vị vua tiếp theo thì được an vị ở hai bên tả hữu và phía bên ngoài tòa trung đường. Và khi bàn về các vua thì trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Sử Thần Ngô Sĩ Liên có viết như thế này: các vua đáng khen thì Thái Tông có lượng đế vương, Thánh Tông có đức nhân hậu, Nhân Tông có công chủng hưng, Anh Tông có lòng đại hiếu, Minh Tông có thể chế văn trị và Nghệ Tông có công khôi phục. Và ở đây giới thiệu với các bạn một cái bức đại tự rất là tiêu biểu ở chính giữa, đó chính là Tức Mặc Đế Hương, có nghĩa rằng là Tức Mặc chính là quê hương của các vị vua nhà Trần, là quê hương của Đức Thánh Trần. Bên ngoài là có mấy vị vua. Theo cái sắp xếp của bên Phật giáo đấy thì nhiều người cứ bảo rằng là khi bước vào thì tại sao lại không phải là những vị vua đầu tiên ở đây. Thế nhưng mà đây nó là gọi là tòa chính tầm, những cung đệ nhất là ở phía trong, cung đệ nhất ở phía trong, cung đệ nhị ở phía ngoài. Thế và theo cái sắp xếp của Phật giáo thì từ cao xuống thấp, từ trong ra ngoài. Đấy, thế cho nên là ba vị vua đầu tiên thì được đặt thờ ở chính giữa, ở phía trong cung đệ nhất. Thường niên thì tại đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định thì diễn ra hai kỳ lễ hội chính. Thứ nhất là lễ hội mùa xuân được diễn ra với các nghi lễ như là lễ rước kiệu Ngọc Lộ ngày 11 tháng Giêng, lễ rước nước tế cá ngày 12 tháng Giêng và quan trọng nhất là lễ khai ấn được diễn ra vào giờ Tí đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Và lễ hội thứ hai thường kỳ được tổ chức tại đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định đó chính là lễ hội tháng 8, được tổ chức từ ngày mùng 1 đến 30 tháng 8 âm lịch, trong đó ngày 20 là ngày chính hội, là ngày hóa của Đức Thánh Trần. Lễ hội thì được diễn ra với phần lễ trang nghiêm và phần hội phong phú. Phần lễ thì được diễn ra với các nghi lễ như là lễ rước kiệu, lễ dâng hương, lễ tế nam quan, lễ tế nữ quan. Thế còn phần hội thì được diễn ra nhiều các cái trò chơi dân gian, ví dụ như là múa lân sư rồng, múa rối nước hay là đấu cờ người. Chị cho em hỏi là khi mà du khách về với đền Trần ấy, ngoài cụm di tích này ra ấy, có những cái di tích quan trọng nào nữa quanh khu vực đền Trần ấy? Trong cụm di tích quốc gia đặc biệt này, ngoài đền Trần thì cách đây khoảng 300 m thì là có chùa Phổ Minh. Thì ở đấy có cái ngôi tháp Phổ Minh thì chắc mọi người cũng biết rồi đúng không? Thì cũng rất là nổi tiếng. Phía trong cái nội tự thì có một cái điều đặc biệt khác với các cái ngôi chùa khác, đó chính là có thêm cái gian thượng điện là nơi thờ Tam Tổ Trúc Lâm, đó là Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ở đấy cái hiện vật của nhà Trần, ví dụ như là sóc đá ở cái tam quan đấy, hay là ở dưới chân cây tháp cũng vậy. Quanh đây thì có một số các đền thờ như là đền thờ Thái Sư Trần Thủ Độ chẳng hạn. Đấy, thế hoặc là có thể mọi người lên Bảo Lộc. Tương truyền thì đấy là mộ của Trần Hưng Đạo. Chùa Phổ Minh cổ đấy tương truyền là được xây dựng từ thời nhà Lý, do một người đàn bà họ Mai ở Hồng Châu dựng nên để tu hành. Khi mà nhà Trần lên ngôi nắm quyền trị vì đất nước thì đã cho tu sửa lại chùa với cái quy mô khang trang to lớn hơn.
kiến trúc mà giữ vai trò nổi bật đó chính là tháp Phổ Minh. Cái tháp này ấy thì là tương truyền là được xây vào đời vua Trần Anh Tông, khoảng những năm 1305 đến năm 1308. Và tương truyền ấy thì đây chính là cái tháp mộ của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Khi mà Ngài Viên Tịch đã được các cái đệ tử hỏa táng và cái xá lị của Ngài thì được đưa về thờ tự ở một số ngôi chùa, trong đó có chùa Phổ Minh. Và dân gian ở Nam Định này thì có cái câu ca như thế này này: dù ai tranh bá đổ vương, trẫm xin gửi lại nắm xương chùa này. Thế và trong một cái lần mà tu sửa đó, thì ở trên tầng thứ 3 từ trên xuống nhá, từ trên xuống là đúng là có một cái quách đá. Có một cái quách đá, và tương truyền ấy thì là xưa kia là khi mà quân giặc sang đây thì là đã định là phá cái cây tháp này đi. Thế nhưng mà khi mà phá từ trên tầng đến tầng thứ 3 thì thấy một cái quách đá và đã có một cái làn khói đỏ như là một cái tấm lụa đỏ đấy bay lên trên trời. Thì là tức là cũng rất là kinh sợ, cho nên là với lại giao cho chính quyền địa phương là xây đắp lại cái cây tháp như cũ. Đấy. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới video để chúng ta cùng giao lưu học hỏi nhé. Xin cảm ơn quý vị.